Vĩnh Phúc nằm trong tầng địa chất ổn định và đa dạng hình thái tự nhiên, gồm đồng bằng, trung du và miền núi. Mặc dù không phải là tỉnh có nhiều khoáng sản quý hiếm, nhưng lại phong phú về khoáng sản xây dựng, khoáng sản nhiên liệu và khoáng sản phi kim loại. Để phục vụ quá trình phát triển kinh tế xã hội, thời gian qua tỉnh ta đã từng bước triển khai thực hiện hoạt động khai thác khoáng sản đi đôi với công tác bảo vệ môi trường khu vực khai thác. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có gần 40 đơn vị tham gia khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng như đất san lấp mặt bằng, đá xây dựng, đá mỹ nghệ, đất sét, cao lanh và cát sỏi. Sản lượng khai thác trung bình hàng năm về đá xây dựng khoảng trên 950.000 mét khối, cát sỏi trên 1 triệu mét khối, đất san lấp khoảng 2,5 triệu mét khối. Do quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như các địa phương trong khu vực diễn ra nhanh nên nhu cầu của thị trường về khoáng sản thuộc nhóm vật liệu xây dựng lớn. Từ đây trên thực tế đã xuất hiện nhiều tình trạng khai thác đất đá cát sỏi trái phép làm mất an ninh trật tự tại vùng khai thác, đặc biệt là làm biến dạng dẫn đến suy thoái và ô nhiễm môi trường khu vực khai thác. Trước thực tế trên, được sự chỉ đạo của các cơ quan chức năng, ngành tài nguyên môi trường tỉnh đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Nhờ vậy đến nay hoạt động khai thác khoáng sản của tỉnh đã dần đi vào nền nếp và phát huy được tác dụng tích cực trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đến thời điểm này, công tác quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đã gắn liền với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch đô thị, quy hoạch kết cấu hạ tầng, đồng thời gắn với bảo vệ tốt nguồn tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái. Các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản cũng đã nâng cao ý thức tái tạo và bảo vệ môi trường khu vực mỏ. Về vấn đề bảo vệ môi trường là công ty chúng tôi là chấp hành nghiêm chỉnh các cái quy định của nhà nước về ví dụ như là hàng năm định kỳ về có là thuê những các đơn vị tư vấn lên để làm những cái việc mà về báo cáo đánh giá về làm cái giám sát môi trường về xử lý bụi ở trong cái khu vực sản xuất. Thì đơn vị cũng đã thiết kế một cái hệ thống tưới nước, tưới dàn phun mưa để giảm thiểu tối đa để cái việc cái bụi phát sinh tại các khu vực nghiền đá. Trên cơ sở những kết quả đạt được, thời gian tới, ngành tài nguyên và môi trường tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu và quản lý để đưa hoạt động khai thác khoáng sản đi vào nền nếp, khai thác đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái để đảm bảo sự phát triển bền vững.